Chào mừng các bạn đã đến với kênh Ô Tô Cũ Ba Miền 8386 để nối tiếp những chương trình đã phát. Hôm nay em làm một cái video để gửi tới các bạn trên mọi miền Tổ quốc về chiếc xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất 2010, nhập khẩu và đăng ký tại Việt Nam 2011, tư nhân một chủ. Đây là một chiếc xe của một anh bộ đội quân chủng phòng không không quân ở Cổ Nhuế, Hà Nội. Và để giới thiệu với các bạn thì trước mắt chúng ta hãy đi đến phần ngoại thất của xe. Xe được trang bị đèn hai, đèn pha, đèn LED các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, đèn gầm đầy đủ này. Để nói về dòng xe Kia Morning thì bản nhập khẩu lúc nào cũng là một bản chuẩn và cực kỳ chất lượng tại thị trường Việt Nam. Vì tất cả những cái bản nội địa Hàn Quốc, Korea thì với một đất nước phát triển như Hàn Quốc thì chắc chắn là cái tiêu chí cao hơn rất nhiều so với ở Việt Nam mình. Đây các bạn nhìn đấy. Xe được trang bị 4 quả lá răng đúc, có 3 ốp abule hai bên cực kỳ thể thao. Đây các bạn nhìn phần ngoại thất đấy. Rồi mình sẽ đi một vòng để các bạn ngắm nhìn phần ngoại thất của chiếc xe. Trước khi quyết định để mà đi mua một cái xe thì các bạn chắc chắn là trên video đầu tiên, cái đầu nhìn đầu tiên đập vào mắt chính là phần ngoại thất của chiếc xe. Ngoại thất cũng là cực kỳ quan trọng để đánh giá chất lượng của một chiếc xe. Những chiếc xe bị mục mọt này, rồi thì đâm va này, nó còn không còn nguyên form ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ nhìn thấy, bởi vì quay video thì không thể nào mà giấu được. Đấy các bạn nhìn đấy. Khi một chiếc xe còn nguyên zin ấy, thì bao giờ những đường chỉ chìm chỉ lỗi nó rất lét căng, lét như sợi chỉ. Đấy, chiếc xe này được chủ nhân cực kỳ giữ gìn bởi vì bác là bộ đội. Đấy, các bạn nhìn cái cua lốp ấy, riêng dòng nhập ấy, thì các bạn nhìn nó đẹp từng cái cua lốp. Với một đất nước phát triển như Hàn Quốc thì các bạn yên tâm rằng là tất cả những cái xe mà sản xuất nội địa nhà Hàn Quốc thì cực kỳ là chất lượng. Đấy các bạn nhìn nào, ốp bao lê cực kỳ thể thao. Đây là vòng này nó được ốp bao lê, cho nên là riêng cái bao lê thì không phải nghĩ luôn. Nó không như những cái dòng rẻ tiền, cho nên là các bạn yên tâm. Xe được trang bị bản đủ, cho nên được trang bị tích hợp sinh gương nhan, sinh nhan báo rẽ ở gương chiếu hậu các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, được trang bị vè chắn mưa mạ chrome. Đấy. Các tay lắm đều được mạ hết các bạn này. Đây các bạn nhìn cái cua lốp bánh sau ở bên lái này. Các bạn nhìn này, mình quay rất chi tiết tỉ mỉ để các bạn có một cái nhìn khách quan nhất về một dòng xe nhập khẩu. Bản này là bản SLX các bạn nhé. Các bạn nhìn đấy, hai đèn hậu, hai đèn sau các bạn nhìn đấy, vẫn còn đỏ tươi, không hề bị rạn nứt, không bị hề bị xuống màu các bạn nhé. Chiếc xe này chưa được trang bị màn hình cam lùi các bạn nhé. Và mình xin nhắc lại các bạn nữa là đây là bản sản xuất 2010 và đăng ký lần đầu tại Việt Nam 2011 các bạn nhé.
đây là dòng xe đô thị rất phù hợp với lại những gia đình nhỏ, công chức và đường xe đô thị. Vì dòng này nó là dòng nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu, số tự động. Bản này là bản AT bạn nhé. Rất phù hợp với cho chị em tại những đô thị lớn. Với giá tiền rất chi là hợp lý trong thời điểm hiện tại. Đây các bạn nhìn này, xe được trang bị 4 lá răng đúc. Các bạn nhìn này, ba bô lê bên phụ đây, cua lốp đây. Đây các bạn nhìn, một cái xe còn zin, còn cứng cáp hay không ấy, thì mình cứ quan sát kỹ vào phần chỉ chim chỉ lỗi, những đường gân chỉ của nhà máy của hãng khi người ta làm nó chưa bị biến dạng. Sơn vỏ mỏng tanh các bạn nhá. Cam kết với các bạn rằng chiếc xe này không hề đâm va, không hề đổ ngã. An ninh tuyệt đối. Keo chỉ zin cả xe, máy số zin. Đấy lốp. Lốp còn hơn 80% cả dàn các bạn nhá. Đây các bạn nhìn đấy, nhìn sâu này. Đây các bạn nhìn gầm này. Để mời các bạn nhìn gầm này. Riêng chất lượng xe nhập thì nó vượt trội hoàn toàn so với bản lắp ráp trong nước các bạn ạ. Đây để mời các bạn xem cái phần cốp sau này. Các bạn nhìn. Chỉ tây zin nhé các bạn nhá. Chưa hề mất một phân keo chỉ nào các bạn ạ. Chỉ có những đôi chỗ là nó bị xuống màu theo thời gian đó các bạn nhé. Vẫn còn ánh nắng mặt trời cho nó nhìn, khi mở cốp lên nó hơi lóa các bạn ạ. Các bạn nhìn đấy, phần máng nước này, đinh tán này, mình quay rất kỹ để các bạn có một nhìn khách quan nhất về một bản nhập khẩu Kia Morning nhập khẩu số tự động, sản xuất 2010 và đăng ký 2011, biển Hà Nội tư nhân, xe của bộ đội đang đi các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, từ con ốc này. Các bạn nhìn chỉ đấy. Mình cố gắng quay ra thật chậm chậm, thật chi tiết, để các bạn có một cái nhìn chi tiết về một chiếc xe, để có một cái quyết định đúng đắn để sắm cho mình những chiếc xe đẹp giá bình dân. Xin mời các bạn đến với kênh Ô Tô Cũ Ba Miền 8386. Bạn nào có kênh rồi thì bấm cho mình xin một nút chuông để nhận những video tiếp theo. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì xin mời các bạn đăng ký kênh Ô Tô Cũ Ba Miền, để mình sẽ làm những cái video cập nhật liên tục về những mẫu xe bên mình hiện giờ đang có. Rất mong các bạn chia sẻ và ủng hộ kênh bán hàng Ô Tô Cũ Ba Miền 8386. Địa chỉ của mình là ngã tư chợ Hoa, đèn xanh đèn đỏ, huyện Mê Linh, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội. Đây các bạn nhìn phần lốp sơ cua này, gầm này, các bạn này nhìn này. Riêng dòng nhập thì phần sắt của nó tuyệt vời. Phần sắt, phần tôn. Đây các bạn này. Đủ kích, không thiếu cái gì các bạn ạ. Đấy. Chưa hề mục ngoặt các bạn nhá. Chưa một vết mục ngoặt nhá. Được trang bị đèn nếp cốt led cốp sau, khi bật cốp lên nó sáng này các bạn này. Đấy, giá để hàng để đồ trên cao này. Nước thơm này. Đây các bạn ngắm qua cái phần trần này. Trần nỉ theo xe zin nha các bạn nhé.
bốn quả lá răng đúc vẫn còn sơn zin của nhà của hãng các bạn nhé, chưa hề sơn lại nhé các bạn ạ. Vâng, để mời các bạn xem phần keo chỉ, keo cột của bốn cánh. Đây các bạn nhìn này, sản xuất 2010 này, Majin Korea này các bạn này, xe đẹp lắm, sơn zin đấy các bạn ạ, toàn bộ sơn zin vẫn còn zin nhá, chưa hề có một giọt sơn sơn lại và một giọt matit các bạn nhá. Đây các bạn nhìn phần gong chốt, gong cánh này, bản lề này. Các bạn nhìn. Đây các bạn nhìn phần kèo cột này. Bóng đinh tán tròn vo, thể hiện một chiếc xe chưa hề bị đâm va đổ ngã. Mình chỉ giật thí điểm các bạn, nó còn chưa. Khi một cái chiếc xe cũ ấy, cái phần chỉ của cánh ấy chưa mất thì tức là cái xe kèo chỉ chưa mất thì tức là chiếc xe chưa hề có sự tác động của bên ngoài. Các bạn yên tâm. Đây, các bạn nhìn đấy. Phần chỉ đấy, chỉ kênh lái đấy. Phần táp ly cửa rất chi là đẹp các bạn nhé. Đây các bạn nhìn đấy. Đây, khóa kính bốn cánh này, chỉnh gương này, chiếu hậu này, đây là chỉnh kính bốn cánh này. Đây các bạn nhìn này, phần bản lề này, và để thông báo với các bạn là chiếc Kia Morning bản nhập khẩu sản xuất 2010 đăng ký 2011, bên mình đang giao bán chiếc xe này với giá là 125 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào nhanh tay xin liên hệ số điện thoại hotline 0913660299. Mình Hùng ô tô cũ Mỹ Linh. Đây các bạn nhìn này, cửa bên mình còn rất nhiều mẫu xe để các bạn quan tâm nhé. Bạn nào yêu quý bất cứ dòng xe nào liên hệ cho mình theo số điện thoại hotline ở trên. Mình sẽ tư vấn và quay video cụ thể từng con một. Bình dân cũng có. Và những chiếc xe bên mình hiện giờ đang còn các dòng xe từ 300, cao nhất là 300 triệu mà thấp nhất là 65 triệu đồng, để cho các bạn quan tâm trong thời điểm hiện tại. Đây các bạn nhìn này. Các bạn quay lại với chiếc xe Kia Morning sản xuất tại Hàn Quốc năm 2010. Đây các bạn nhìn. Đây cái tem này là còn nguyên zin nhưng mà trẻ con nó không biết nó bóc mất. Đây các bạn quan sát phần táp ly cửa này. Cam kết 100% xe không qua dịch vụ taxi các bạn nhé. Các bạn xem phần keo chỉ táp ly của xe này. Toàn bộ kính zin các bạn nhé. Mọi chức năng của xe hoạt động rất ok. Các bạn nhìn này. Đây các bạn nhìn. Với một chiếc xe sản xuất ở thị trường Hàn Quốc thì các bạn rất chi là yên tâm về dòng về chất lượng của xe, mọi thứ cũng như mình đã nói ở trên rất chi là khắt khe, bởi vì thị trường Hàn Quốc là một đất nước phát triển. K
kính chiếu hậu zin theo xe các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Và bạn nào yêu dòng Matiz Nhật sản xuất 2010 biển Hà Nội tư nhân của bộ đội đang đi thì các bạn liên hệ cho mình theo số điện thoại 0913 660 299. Và mình xin nhắc lại với các bạn rằng là chiếc xe này mình đang giao bán tại cửa hàng là 225 triệu. Các bạn nhìn lại phần chữ của hãng Kia đấy. Bạn nhìn quan sát, mình quay rất chậm chậm để cho các bạn nhìn có một cái nhìn khách quan nhất về một dòng xe nhập khẩu Kia Morning. Đây và lái có sách có chứng, mình giới thiệu với các bạn đây, chủ nhân của chiếc xe đây, Nguyễn Văn Trường, quân chủng phòng không không quân. Vâng, và để bây giờ mình sẽ cùng với các bạn đi vào phần nội thất của chiếc xe. Đây, mời các bạn xem phần ngắm nhìn phần táp lô của chiếc xe đây. Đây các bạn nhìn phần bu lăng đấy. Bu lăng màu kem, táp lô màu kem cực kỳ đẹp. Nó làm nổi bật nội thất của chiếc xe lên. Đây các bạn nhìn đấy, trần đấy, trần nỉ nguyên bản nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Điều hòa ô tô tự động hết các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Sấy ghế sấy đầy đủ hết, auto này, chế độ auto hết. Xe vẫn còn nguyên đầu đĩa CD đây các bạn nhé. Chưa được trang bị màn hình cam lùi. Nội thất của chiếc xe này cực kỳ là làm sang trọng, bởi vì dòng nhập khẩu bao giờ nội thất thì là sang trọng lắm các bạn ạ. Đồ nhựa cao cấp mà. Đây các bạn nhìn này. Máy nổ êm các bạn, đang bật điều hòa đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn từ cái phanh tay này thì thể hiện một cái xe người ta chạy ít như thế nào. Toàn bộ ghế da màu đen hết, đen pha màu hai màu đen và kem các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, có cả tựa tay để chạy đường dài đỡ mỏi này. Vì dòng số tự động ấy, thì nó có cái này rất hay, vì mình không phải về số nhiều như dòng số tay các bạn ạ. Cho nên là đi đường dài nó rất là hay. Đây các bạn nhìn này, toàn bộ gương kính điện này, bốn cánh vẫn hoạt động bình thường các bạn nhé. Rất mượt mà, riêng dòng nhập thì các bạn yên tâm. Đây các bạn nhìn này. Mọi chức năng hoạt động rất cực kỳ ok. Đấy, các bạn nhìn này. Gương này. Gương chỉ chiếu hậu này.
các bạn này, nhìn này. Ok chưa? Và là phần cuối cùng, mình mời các bạn đi xem phần đến phần cuối cùng của chiếc xe, đó là phần cái phần nó có rất cực kỳ quan trọng, trái tim của xe và là phần khoang máy của xe. Bu lăng túi tích hợp túi khí luôn các bạn ạ. Bản này là bản một túi khí các bạn nhé. Và để mời các bạn ngắm nhìn phần đầu tiên, đó là phần lắp khoang máy, tức là gọi là tên gọi là lắp capo. Đấy các bạn nhìn đấy, không một giọt ma tít, còn tem zin của nhà sản xuất các bạn này. Các đường chỉ ngăn nước vào khoang máy vẫn rõ ràng, chưa hề bị mục lát, chưa hề bị mất đoạn nào các bạn nhé. Bạn nào mà có điều kiện mua cho mình cũng như là vợ biết lái, mua chiếc xe này về hai vợ chồng cùng đi thì tuyệt vời, tiết kiệm nhiên liệu mà giá cực kỳ hợp dân, chỉ nhỉnh ngoài 200 triệu đã có một chiếc xe bản nhập khẩu. Về dòng nhập khẩu thì các bạn yên tâm rằng là cực kỳ là yên tâm về chất lượng của xe đấy các bạn nhìn đấy. Hai phần tay trước của xe này. Đấy các bạn nhìn. Máy đang nổ. Máy nổ quá êm luôn các bạn nhá. Các bạn quan sát phần giằng đầu của xe này. Chỉ có phủ, có lớp phủ bụi thôi, nhưng cứ yên tâm là không có hề tác động của sự đâm va các bạn nhé. Đèn zin nhá, bốn đèn zin theo xe các bạn ạ. Được chủ nhân trang bị bóng đèn LED. Đấy các bạn. Nhìn phần tai đấy. Các bạn cố gắng xem hết video thì mới biết được độ chất của xe. Vì để giới thiệu với các bạn một cái xe thì mất rất nhiều thời gian. Được có đủ dung lượng, có đủ thời gian thì các bạn mới quan sát kỹ được về một dòng xe, một chiếc xe, để các khi đến quyết định đi đến, các bạn đi đến có xuống tiền để chốt em nó hay không. Mua xe cũ không nên vội vàng các bạn nhé. Mình đến những chỗ cửa hàng nào bán tin tưởng thì mình đặt niềm tin vào họ, thì họ sẽ đáp lại cho mình những chiếc xe giá cực kỳ hợp lý mà lại chất lượng. Chiếc xe này bên mình cam kết cho các bạn là không đâm va đổ ngã, an ninh tuyệt đối. Đấy các bạn nhìn này. Chỉ có phủ bụi thôi nha các bạn ơi. Còn nếu xe này là mình chưa không dọn nhá, không dọn bằng hóa chất, cho nên để nguyên zin luôn các bạn ạ. Máy nổ quá êm nhá. Không hề rung lắc, không hề một giọt dầu ướt át gì ở máy các bạn ạ. Mình quay rất kỹ để các bạn có một cái nhìn. Đấy, các bạn nhìn từ cái tay, cái đèn này, đèn xịn, các bạn nhìn từ cái tay biết rồi. Chiếc xe này đăng kiểm dài đến tháng 5 năm 2021 các bạn ạ. Tháng 5 năm 2021 các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn này, Korea, kính xịn luôn này. Vâng, để kết thúc chương trình để mời các bạn nhìn tổng thành một lần nữa về chiếc xe và cửa hàng bên mình. Và mình xin thông báo lại với các bạn nữa là một lần nữa là chiếc xe này bên mình đang giao bán tại cửa hàng với giá là 225 triệu. Bạn nào quan tâm điện cho mình theo số điện thoại 0913660299. Và bạn nào đã có kênh rồi đăng ký kênh thì cho mình một nút like. Và bạn nào chưa có kênh thì bấm nút chuông và đăng ký kênh để mình cập nhật liên tục những video về xe cũ bên mình. Và lời cuối cùng thay mặt cho kênh ô tô cũ Ba Miền 8386 xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.